Con xin kính chào quý cụ, quý ông bà cùng tất cả anh chị em, các bệnh nhân rất thân mến. Giờ đây chúng ta cùng nhau lắng nghe và chia sẻ lời Chúa ngày thứ năm, 12 tháng 9 năm 2024 sau Chúa nhật thứ 23 mùa thường niên. Trong những ngày này chúng ta được lắng nghe rất nhiều thông tin về lũ lụt ở các tỉnh miền Bắc và cũng đã gây ra tử vong, thương vong rất là nhiều. À, chúng ta cũng cố gắng cầu nguyện sống tốt và có thể chia sẻ được điều gì thì chúng ta cũng cố gắng chia sẻ chúng ta hôn lại tin mừng của ngày thứ tư à, tin mừng theo thánh Luca thuật lại về bốn mối phúc và bốn mối họa tương đương với tám mối phúc thật đức giêsu nói với tất cả những người đi theo chúa rằng phúc cho anh em là những người phải đói phúc cho anh em là những người phải khát phúc cho anh em là những người phải sầu khổ phúc cho anh em là những người bị bách hại và ngược lại là khốn cho anh em là những người giàu có khốn cho anh em là những người no đê Khốn cho anh em là những người vui cười, khốn cho anh em là những người được người đời ca tụng. Thế thì chúng ta cũng đã chia sẻ với nhau rằng là đi theo Chúa hình như là chúng ta không được phép giàu. Câu trả lời là không, Chúa dựng nên tất cả chúng ta và Chúa luôn luôn còn hơn là cha mẹ, muốn chúng ta lúc nào cũng sung túc. Thế nhưng vấn đề là khi chúng ta sung túc thì thường là chúng ta ngả theo của cái. Chúng ta biết rằng chúng ta cứ nhìn vào thực tế đi. À, ví dụ như là Âu Châu cái thuở nghèo khó thì người ta còn chạy đến với Chúa. Bây giờ thì người ta đầy đủ quá rồi thì người ta cảm thấy rằng là thôi trần gian này là được rồi. Sống như vậy là được, họ cũng chẳng cần phải nghĩ đến đời sau hay thế này thế khác. À, thế thì chúa muốn chúng ta sống sung túc vấn đề là khi chúng ta sung túc thì thường là chúng ta lại quên mất chúa vì thế mà chúa nói với những người đi theo chúa đại đa số là những người nghèo chẳng có sung túc chẳng có cái gì để mà bám víu cả và khi người ta không có cái gì bám víu thì chúa vẫn giang tay để mà đón nhận người ta và chúa nói với họ là phúc cho anh em là những người nghèo anh em chẳng có cái gì để mà bám víu cả thế nhưng mà anh em trẻ đến với chúa thì có cả một nước trời cho anh em vì thế trong cuộc sống này thì chúng ta cũng luôn luôn ý thức rằng là của cái vật chất vinh hoa phú quý trần gian này nó là một cái nó có một cái sức mạnh lôi cuốn chúng ta rất là mạnh. Vì thế chúng ta cũng hãy tập cố gắng làm để chia sẻ nếu có giỏi giang là để giúp đỡ, nếu có quyền bính là để phục vụ chắc chắn là chúng ta cũng phải tập. Còn nếu không thì chúng ta thấy rằng là à nghèo, chẳng có gì bám hiếu cả thì thôi thì chạy đến với Chúa thế nhưng mà khi đầy đủ rồi thế thì thường là chúng ta cảm thấy rằng là thôi thì chúng ta nghiêng về những sự của thế gian mà xin cho chúng ta chọn Chúa cần đến Chúa và sẵn sàng hy sinh tất cả những gì chúng ta có thậm chí là cả mạng sống cả sức khỏe để chúng ta có được Chúa giờ đây chúng ta lắng nghe tin mừng của ngày thứ năm 12 tháng 11 tin mừng Luca chương 6 từ câu 27 đến câu 38 anh em có lòng nhân từ như cha anh em là đấng nhân từ. Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Luca, khi ấy Đức Giêsu nói với các môn đệ rằng: Thầy nói với anh em là những người đang nghe thầy đây, hãy yêu kẻ thù và làm ơn cho kẻ ghét anh em. Hãy chúc lành cho người nguyền rủa anh em và cầu nguyện cho kẻ vu khống anh em. Ai vả anh má bên này thì hãy giơ cả má bên kia nữa. Ai đoạt áo ngoài của anh thì cũng đừng cản nó lấy áo trong. Ai xin thì hãy cho ai lấy cái gì của anh thì đừng đòi lại anh em muốn người ta làm gì cho mình thì cũng hãy làm cho người ta như vậy nếu anh em yêu thương kẻ yêu thương mình thì có gì là ân với nghĩa ngay cả người tội lỗi cũng yêu thương kẻ yêu thương họ và nếu anh em làm ơn cho kẻ làm ơn cho mình thì còn gì là ân với nghĩa ngay cả người tội lỗi cũng làm như thế nếu anh em cho vay mà hy vọng đòi lại được thì còn gì là ân với nghĩa cả người tội lỗi cũng cho kẻ tội lỗi vay mượn để được trả lại xoàng vẳng trái lại anh em hãy yêu kẻ thù hãy làm ơn và cho vay mà chẳng hề hy vọng được đền trả như vậy phần thưởng dành cho anh em lớn lao và anh em sẽ là con đấng tối cao vì người vẫn nhân hậu với cả phường vô ân và quân độc ác anh em hãy có lòng nhân từ như cha anh em là đấng nhân từ anh em đừng xét đoán thì anh em sẽ không bị thiên chúa xét đoán anh em đừng lên án thì sẽ không bị thiên chúa lên án anh em hãy tha thứ thì sẽ được thiên chúa thứ tha anh em hãy cho thì sẽ được thiên chúa cho lại người sẽ đong cho anh em đấu đủ lượng đã dằn đã lắc và đầy tràn mà đổ vào vạt áo anh em vì anh em đong bằng đấu nào thì thiên chúa sẽ đong lại cho anh em bằng đấu ấy đó là lời chúa kính từ cộng đoàn bài tin mừng này chúng ta nghe thì chúng ta thấy là Chúa đòi hỏi chúng ta những cái điều mà không biết đến bao giờ chúng ta mới có thể làm được. Ví dụ như là cho vay mà lại không cần đòi lại, à, yêu kẻ thù và cầu nguyện cho những người ngược đãi anh em, vân 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 vân. À thoạt tin chúng ta nghe thì chúng ta thấy là nó rất khó quá. À, và cốt lõi của những cái vấn đề này đó là yêu thương. À, khi chúng ta biết yêu thương nhau và chúng ta thấy là người mẹ yêu thương con ấy thì đấy thì cho con ấy đâu bao giờ mà đòi lại đâu rồi con cái đôi khi bất hiếu với cha với mẹ nhưng mà cha mẹ thì cũng vẫn là yêu thương con cái cũng chẳng có cách nào cả à, vân vân không? thế thì cốt lõi của đòi của tin mừng của ngày thứ năm đó là tình yêu vì thế mà đối với cá nhân con á, thì trước tiên là con vẫn cứ phải cầu nguyện là lạy Chúa xin ban tình yêu vào trong trái tim chúng con lạy Chúa xin đổ tình yêu vào trái tim con để con biết yêu Chúa và yêu anh chị em và khi chúng ta mà yêu Chúa yêu anh chị em rồi đó à, yêu thương mọi người rồi thì chúng ta có có khả năng hy sinh nhiều lắm À, thứ nhất là mình phải xin chúa đổ tình yêu vào trong trái tim mình có tình yêu rồi thì mọi sự nó trở nên nó cũng dễ dàng cho chúng ta khi chúng ta phải hy sinh điều này hy sinh điều kia rồi cái thứ hai là chúng ta cũng luôn luôn phải tập chứ luôn luôn phải tập à, chúng ta cứ thấy rằng đó có ba cái việc là tư tưởng lời nói việc làm tư tưởng chúng ta cố gắng tập là đừng cứ nghĩ xấu cho người khác Sau hôm nay ngồi uống cà phê với một ông cha trong nhà rộng đó thì đại khái là ngài cũng có nhiều cái thao thức có chịu cái tháp thế thì con nói mà sao mà 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 tôi nghe tôi mệt mỏi quá thế thì ngài có hỏi là có phải là những cái vấn đề ngài trình bày Đó là những cái vấn đề tiêu thật cực không thì con có nói rằng là thật sự thì trong cuộc sống này va chạm vào những cái tiêu cực thì cái nói chung là mình coi xứ thì mình cũng va chạm nhiều rồi thế nhưng mà cái mệt mỏi nó ở chỗ rằng là mình thấy mình cứ không hài lòng với người này mình không hài lòng với người kia đụng người nào mình cũng không hài lòng thì cái điều này nó làm cho mình thấy mệt mỏi cái vấn đề tiêu cực nó cũng không phải là cái gì làm cho người ta mệt mỏi khi mà người ta yêu mến ví dụ chúng ta có một đứa con đứa con ấy nó có nhiều cái tính xấu Hey. Nhưng mà bởi vì mình yêu thương nó Nên là mình vẫn có thể là à, đón nhận được nó Rồi để tìm cách để mà giúp nó ừ. Thế nhưng mà Đại khái là khi mà chúng ta cứ nghe những cái chuyện Không biết ông bà anh chị em thế nào chứ Con mà cứ nghe thấy Những cái chuyện mà Ông này có cái xấu này Bà kia có cái xấu kia Con nghe những cái này Một lúc sao con thấy con quá mệt mỏi <laughs> thì con nói với ông cha nó còn nói là à những vấn đề tiêu cực thì không có vấn đề gì Đấy, nhưng mà nghe cha cứ hay nói nói về những cái mà tiêu cực về người này người kia sao Tĩ mình nghe mình, mình mình thấy rất là mệt thế thì à, chúng ta hãy tập yêu thương trong tư tưởng lời nói và việc làm chúng ta vẫn đọc kinh thú tội đó tôi thú nhận cùng thiên chúa toàn năng và cùng anh chị em tôi đã phạm tội nhiều trong tư tưởng này trong lời nói này trong việc làm Đấy. thế thì trong tư tưởng của chúng ta thì chúng ta cố gắng là đừng có đừng có nghĩ nghĩ tiêu cực về người khác, đừng có nghĩ tiêu cực về người khác. Mỗi khi chúng ta nghĩ xấu cho người này người khác thì, cũng, thì mình có cảm giác như là mình có lỗi trước mặt Chúa, bởi vì chúng ta xét đoán người ta. Cái thứ hai là Chúa cũng nói rằng là con cũng hơn gì người ta mà con cứ ngồi đấy mà, mà 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 con kể cái tội của người khác kể tội mình không lo kể tội mình mà cứ đi lo kể tội người khác mà nếu mà chúng ta cứ cứ tìm những cái xấu chúng ta cứ thấy những cái xấu của người khác thì thật sự chính cái việc đó nó cũng làm cho chúng ta mệt mỏi nhé trong tư tưởng của chúng ta chúng ta cũng cố gắng là đừng có suy nghĩ đừng có đừng có nghĩ tiêu cực về người khác chúng ta tập là nghĩ những cái tích cực của người khác nghĩ những cái điều tốt của người khác trong tư tưởng trong lời nói cố gắng đó, người ta bảo rằng mà có những cái lời nói có thể làm cho ai đó giống như là con dao, lời nói như là gươm vậy đâm vào tim người ta. Trong lời nói của chúng ta, chúng ta nói chân thành và chúng ta cũng đừng có những cái lời nói mà nó nó gây tổn thương cho người khác. Trong lời nói của chúng ta. Dĩ nhiên chúng ta cũng cũng không phải là chúng ta gọi là khách sáo mình mình nói những cái điều mà nó nó nghe nó nó khách sáo quá thì thì đó cũng, cũng thấy không biết con con thì con thật, thật thậm chí ngay cả ban hành giáo nhiều khi họ cảm ơn đi họ nói quá thì mình nghe mình cứ thấy nó có vẻ nó giống như là nó, nó tô vẽ quá thì thôi thì mình cũng chân tình chân thành thôi à, việc cha xứ thì cha xứ cũng phải làm việc con chiên thì con chiên cũng phải làm thôi chứ cũng không có cái gì mà mà, mà phải quá à, trong lời nói của chúng ta phải có cái sự chân thành có cái tình yêu chân thành À, có, có một cái tình yêu chân thành và cố gắng chúng ta đừng có những cái lời lẽ mà, um, gọi là, gọi là nói móc nói mỉa gì đó xúc phạm người bắc thì đôi khi cũng hay có những câu mà cứ nói kháy nói móc nói gì nữa và chúng ta cần có sự chân thành có tình yêu yeah. và trong việc làm thì thôi thì chúng ta cố gắng giúp được ai cái gì thì giúp à, giúp được các cái gì thì giúp cố gắng sau hôm nay khi dân lễ xong rồi con gặp bà sơ nguyện bà sơ nguyện là cái bà sơ mà đại khái là con đang cộng tác với sơ ấy để chăm lo cho các bệnh nhân ở bệnh viện ung bú đó thế thì là hàng tháng thì con cũng gửi tiền bác hái để cho sơ làm thế thì con nói với sơ rằng là thôi thì các sơ cố gắng nha mình cứ mình mà cứ làm tốt thì quý vị ân nhân người ta sẽ ủng hộ mình còn nếu mà mình không có làm gì cả thì ân nhân người ta cũng chẳng giúp mình đâu nên là sơ cứ cố gắng làm đi thời gian vẫn bỏi <laughs> cái bà sơ bà nói con là thời gian vất vỏi làm sao vợ sơ biết là tôi năm nay cũng là ngoài 50 rồi u 60 rồi biết ngày mai có còn khỏe hay không mà sơ thì cũng vậy thôi thì tranh thủ làm đi tranh thủ làm đi chứ mình cứ chần chừ chần chừ để đến lúc mà mình muốn làm thì mình, mình lết không nổi thì sao mà làm thế thì trong việc làm thì, thì con lúc này là con tương đối là cũng là tranh thủ rồi đó bởi vì mình mình thấy thời gian càng ngày nó càng ngắn rồi, không biết sống chết như thế nào nên là mình cũng tranh thủ con làm được cái gì thì làm, cố gắng làm bạn cả, cố gắng làm. Thế thì đấy là chúng ta phải tập yêu thương và khi con tim của chúng ta, khi con tim của chúng ta có tình yêu rồi đấy, thì chúng ta có thể đón nhận sự xúc phạm của người khác, đón nhận những cái khuyết điểm của người khác, vân 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 vân. Những người thù hằn chúng ta, chúng ta cũng có thể cầu nguyện được cho họ có một lần con đọc cái câu danh ngôn của một vị thánh nói rằng là à, nếu ai đó sỉ nhục chúng ta nếu ai đó vu oan cáo vạ chúng ta thì thiên chúa sẽ bênh đỡ chúng ta tùy theo mức độ chúng ta cầu nguyện cho cái người đó như thế nào <laughs> vì thế mà ai đó mà làm hại mình đó ai đó mà chơi xấu mình mình cầu nguyện cho họ thật nhiều thì chúa cũng sẽ minh oan sớm cho chúng ta à. rồi chúng ta đi vào à, tin mừng để xem là Chúa dạy chúng ta như thế nào rồi chúng ta cũng phải cố gắng ha. Khi ấy Đức Giêsu nói với các môn đệ rằng thầy nói cho anh em là những người đang nghe thầy đây. Tức là nếu chúng ta muốn đi theo Chúa, nếu chúng ta muốn đi theo Chúa thì chúng ta hãy nghe đây. Hãy yêu kẻ thù và làm ơn cho kẻ ghét anh em. Kẻ thù à, kẻ thù là kẻ làm hại chúng ta Kẻ thù là kẻ làm hại chúng ta Thì Chúa muốn là mình phải yêu kẻ thù Thì có nghĩ cái này phải tập phải tập giữ lắm đó. trên thập giá chúng ta thấy là dân chúng là những người mà được Chúa ban rất là nhiều ơn rồi Chúa làm phép lạ là hoa bánh ra nhiều rồi Chúa chữa lành thế mà bây giờ người ta trở mặt người ta đóng đinh nó vào thập giá rồi thế này thế. thì Chúa Giêsu vẫn cầu nguyện năng lạy Chúa xin tha cho họ vì họ không biết việc họ là thế thì cái này thì con nghĩ là phải tập thôi Chúa dạy chúng ta là yêu kẻ thù và cầu nguyện cho những người ghét anh em thì cái này rất là khó nhưng mà chúng ta chúng ta cũng phải tập nói thật và nói thật với ông bà anh chị em chứ con thì cũng có những người con thương và cũng có những người con chưa thương được hay là nói thẳng ra là mình cũng ghét và những cái người như vậy thì nhiều khi con cũng tránh mặt nói thẳng là như vậy bởi vì nếu mà mà mình ngồi ăn chung với họ hay là mình gặp gỡ họ thì nó cũng nó, nói chung nói ra thì lại khách sáo nói thì lại khách sáo mà nói thật thì lại mất lòng lại không ra Thế thì chúng ta lại cần phải cầu nguyện nhé. Con cũng có một cái kinh nghiệm. Con cũng có một kinh nghiệm. Cái thủ mà con mới đi tu thì trong lớp thì có một cái anh chàng này. Nó khắc khẩu như thế nào đó. Đại khái tính con thì là vui vẻ. Tính của cái, cái, bạn đấy thì lại trầm trầm. Thế thì mỗi khi mình vui là y như rằng là cái anh chàng đó anh nghe. Anh nghe nói, nói, nói này nói kia. Này, nói này nói kia mình. là hai đứa là cứ đụng nhau. Đấy, rồi con, con cũng cứ trách mặt về sau thì con cũng nghĩ rằng là bây giờ mình đi tu chung với nhau mà bây giờ mình cứ tránh mặt chẳng lẽ mình tránh mặt thoài. sao à. mà tránh mặt được đi lỡ may mai mốt rồi người ta bầu anh ấy làm bề trên rồi để chẳng lẽ mình tránh luôn thế thì bây giờ mà, mà, gần thì lại không gần được thế là con phải cầu nguyện lệ cứ chúa xin giảng hòa cho anh em con ấy xin giảng hòa xin giảng hòa con cũng cầu nguyện đấy đến một lúc nào đó con cảm thấy trời ơi cái chuyện nó nhỏ xíu à cái chuyện nó nhỏ xíu người ta khích bác mình người ta nói này nói kia mình cái chuyện nó nhỏ xíu à. mà tại sao mình lại coi nó lớn lao đến cái độ mà mình phải tránh mặt người ta đây đây cũng là một cái kinh nghiệm sau này thì khen chê đối với con thì nó cũng có chứ không phải là không có có tác động thế nhưng mà không đến nỗi nào mẹ Teresa có dạy tất cả chúng ta rằng là nếu chúng ta tập khiêm tốn thì không có cái gì có thể có thể ảnh hưởng đến chúng ta dù có bao nhiêu lời khen có bao nhiêu lời chê bai thì cũng không làm cho chúng ta trao đảo nếu như chúng ta kiềm tổ. thì cảm thấy cái ý này cũng cũng rất là hay thường thì, thì chúng ta không có vững vàng người ta khen chúng ta một câu cái chúng ta tưởng mình là thiên thần mà người ta chê chúng ta một câu cái chúng ta cảm thấy trời ơi toàn là ma quỷ gì đâu không mà nó không hiểu mình <laughs> đấy thì là chưa dạy chưa nói chúng ta là hãy yêu kẻ thù và cầu nguyện cho những người ghét anh em thì cái này là chúng ta cũng phải tập nha bảo chúa ơi chúa dạy con yêu kẻ thù và cầu nguyện cho những người ghét anh em thì bia con tập và chúa cũng phải thêm ơn vào thì con mới có thể làm được những điều như chúa chứ bọn con là phạm nhân mà à, hãy chúc lành cho kẻ nguyền rủa anh em chúc lành là nghĩ những cái điều tốt Nếu như vậy ai đó làm hại mình em mình cầu trời cho mày quả báo cho mày quả báo hay ví dụ như ai đó mà mình ghét đi hay là ai đó làm hại mình mà người ta gặp tai nạn cái trời ơi mình ăn mừng à? <laughs> không có được chưa nói là phải chúc lành tức là mình mong những điều tốt đẹp đến với những cái người làm hại mình thì con nghĩ đây là những bài học của chắc chỉ có Chúa dạy thôi chứ còn thế gian này không bao giờ người ta dạy chúng ta những cái điều như thế này chỉ có Chúa dạy thôi thì chúng ta là phải tập tập nhân từ tập yêu thương ha chúc lành cho những người nguyền rủa tức là ai đó nguyền rủa mình thì mình cũng chỉ mong những điều tốt đến với họ chúng thường là người ta nguyền rủa mình mà mày ngang cho mày nguyền rủa mà đi rồi mai mốt cho mày khẩu nghiệp là mày ung thư miệng mày nên chăng đấy mình nói <laughs> còn nói cũng ghê quá ha thì đấy đâu phải là chúc lành ai đó ai đó nguyền rủa mình thì mình cũng mong những điều tốt đến với họ ha và cầu nguyện cho kẻ vu khống anh em, cầu nguyện cho những người vu khống anh em. Ai vả má bên này thì hãy giơ cả má bên kia nữa. Vấn đề không phải là chúng ta nhu nhược, nhưng mà chúng ta có khả năng đón nhận những tổn thương, chứ không phải là chúng ta nhu nhược. Ví dụ như là ai đó chửi bới chúng ta, ai đó làm hại chúng ta thì trước mắt là chúng ta đón nhận cái đã. À, chúng ta có khả năng đón nhận cái đã, rồi vào dịp thuận tiện nào Chúa cho thì chúng ta cũng mới có thể giải thích còn nếu mà người ta chửi mình nếu người ta vả mình, mình mình không chịu nổi thì mình vả qua vả lại thì trở thành đánh nhau mất à, còn nếu mà người ta chửi mình người ta vả mình thôi mình cũng cứ chấp nhận cho người ta đánh đi à, rồi đôi khi người ta người ta người ta đánh xong rồi tự người ta cũng 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 hối. ối à, khi mà chúng ta con thì con cũng có một chút cái điều này ví dụ như là họp ban hành giáo đi à, rồi cũng có ông trùm này bà trùm kia rồi cự qua cự lại rồi cãi nhau thế rồi thậm chí là xô xát chẳng hạn người ta bộ trời sao cha không can nhưng mà có nói thôi cứ cho họ đánh nhau đi rồi sau đó họ xin lỗi tức là đôi khi có những lúc chúng ta như vậy đó mình điên lên cái mình làm ầm 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 sau đó bình tĩnh lại cái chúng ta thấy xấu hổ quá sao mà mình làm như vậy thế thì chúa bảo là ai vả má bên này thì chúng ta cũng có thể để cho họ vả má mình khác tức là chúng ta có khả năng đón nhận những cái tổn thương và hy vọng là sau khi gây tổn thương cho mình đấy thì cái người đó người ta người ta có thể tỉnh ngộ người ta sẽ hối lỗi ai đoạt áo ngoài của anh thì cũng đừng cản nó no lấy áo trong à, ai xin thì hãy cho à, ai lấy cái gì của anh thì đừng đòi lại con nghĩ những cái điều này thì thôi thì mình lấy cái hình ảnh của người mẹ đi con cái nó cứ nó cứ về nhà ví dụ như nhà nó thiếu cái thau cái nó về nhà nó thấy nhà mình có hai cái thau nó cũng lấy cái thau thôi thì mình cũng có đòi lại đâu đấy. đấy rồi nhà nó nhà nó không có cái quạt nó về nhà nó thấy mình có hai cái quạt thì nó cũng lại lấy một cái quạt đấy, rồi nó về thì nó thấy mình có tiền thì nó cũng nói là nó mượn ấy chứ mình cũng biết rành là mày mượn thì không biết đến bao giờ mày mới trả nhưng mà thôi thì mình thương con thương cháu này thôi thì nó lấy thì mình cũng chẳng đòi lại đấy thì chúng ta nhìn như vậy thì chúng ta mới thấy là, là Chúa dạy chúng ta thì cái điều này nó cũng có thể khi chúng ta là yêu thương đấy. thì ai xin thì mình cũng sẽ cho ai lấy thì mình cũng chẳng có đòi lại ha ừ. nếu anh em muốn người ta làm gì cho mình thì cũng hãy làm cho người ta như vậy à, hay là nói một cách dễ hiểu hơn là chúng ta cố gắng gieo điều tốt thì chúng ta cũng sẽ gặt được những cái hoa trái tốt lành à, chúng ta cứ gieo điều tốt chúng ta cứ giúp đỡ nhiều người đi rồi chúng ta cũng sẽ được những cái hoa trái tốt lành cho chúng ta à, anh em muốn người ta làm cái gì cho mình thì mình cứ làm những cái, cái điều đó cho họ mình làm thật là nhiều điều tốt cho người khác thì chúng ta cũng sẽ đón nhận được nhiều điều tốt uhm. Nếu anh em yêu thương kẻ yêu thương mình thì có gì là ân với nghĩa, ngay cả người tội lỗi cũng yêu thương kẻ yêu thương họ. Và nếu anh em làm ơn cho kẻ làm ơn cho mình thì còn gì là ân với nghĩa, ngay cả người tội lỗi cũng làm như thế. Tức là ngoài đời thì người ta hay nói câu rằng là thôi thì ai yêu mình thì mình yêu lại. Ai khinh chế mình thì mình bỏ đi. Thì đấy là một chuyện của thế gian. Ê, chúa nói rằng là nếu mà chúng ta yêu thương người yêu thương mình thì cái chuyện đó là công bằng là huề đấy nếu mà mình ai mình giúp ai giúp mình thì mình giúp lại thì đấy thì cũng là cho qua cho lại thì cũng kể như là xong người dân thế gian ai ta cũng như thế nhưng mà mình là con cái của chúa mình là yêu nên là mình có thể giúp người không giúp mình mình có thể yêu người không yêu mình thì đấy mới là con cái của Đức trời nếu anh em yêu thương kẻ yêu thương mình thì có gì là ân với nghĩa, ngay cả người tội lỗi cũng yêu thương kẻ yêu thương họ. Và nếu anh em làm ơn cho kẻ làm ơn cho mình thì còn gì là ân với nghĩa, ngay cả người tội lỗi cũng làm như thế. Nếu anh em cho vay mà hy vọng đòi lại được thì còn gì là ân với nghĩa, ngay cả người tội lỗi cũng cho kẻ tội lỗi vay mượn để được trả soạn phẳng. Chúng ta thấy là một trong những cái tình trạng của các giáo sứ đó là vấn đề cho vay. Nếu như ở ngoài ngân hàng bây giờ họ cho vay là Hình như là nó chỉ được 0.5 Còn trong giáo sứ thì Con cũng biết rõ luôn là Cũng có những người cho vay là 1.2.3 Thế thì như vậy là chúng ta thấy là Nó hoàn toàn ngược lại với Với cái đường lối của Chúa Đấy. Nhưng mà có nhiều người thì vẫn nói rằng là Thưa cha thật sự con chẳng muốn làm cái việc này Thế nhưng mà bây giờ người ta rất cần tiền để đáo hạn ngân hàng Chẳng hạn mà bây giờ người ta Mượn chỗ khác là nó là 4 năm chấm con cho họ mượn có hai ba chấm thôi là tức là con đã giúp họ rồi thôi thì chúng ta không có so sánh như vậy chúng ta nói ở đấy ngoài thế gian nó cho nó cho vay cả năm chấm ấy con cho vay bốn chấm là con có là con là tốt lắm rồi chúng ta không so sánh mình với thế gian chúng ta hãy so sánh mình với giới luật của Chúa với lời Chúa mình lấy Chúa ra để mình so sánh chứ không phải là mình lấy thế gian ví dụ ví dụ như là các em thi nhi đi chẳng hạn hay lẽ thế để mình bảo rằng là con nhá mà chuẩn bị xưng tội đức lễ rồi mà con vẫn cứ bỏ lễ ngày chưa nhật như vậy đấy thì là con sẽ không được xưng tội đức lễ đâu cái nó bảo cái thằng an kia nó còn bỏ xưng tội đức lễ nó còn bỏ đi lễ hơn nhật hơn con đấy. không thể lấy cái thằng tội lỗi để mà so sánh mình phải lấy chúa để mình so sánh chứ không mình lấy chúa làm gương kia mà mình nhìn mấy cái thằng tội lỗi vào đấy mấy cái đứa thế gian nó cho vay bốn năm chấm này, con cho vay ba chấm là con là nhân nhân hậu rồi, đem mấy cái đứa tội lỗi ra để mà so sánh thì còn làm sao? Ừ, và nếu anh em là nếu anh em yêu thương kẻ yêu thương mình và nếu anh em làm ơn cho kẻ làm ơn cho mình thì còn gì là ân với nghĩa ngay cả người tội lỗi cũng làm như thế nếu anh em cho vay mà hy vọng đòi lại được thì còn gì là ân với nghĩa cho vay mà lấy lại đó là lẽ công bằng đấy nhé mà đôi khi chúa còn nói rằng là thôi thì cho vay mà người ta nghèo quá thì, thì cho người ta luôn chứ còn đòi gì à. cả người tội lỗi cũng cho người ta vay và cũng sẽ đòi lại trái lại anh em hãy yêu kẻ thù hãy làm ơn cho kẻ vay mà chẳng hề hy vọng được đền trả. Như vậy phần thưởng của anh em thật lớn lao và anh em sẽ còn là con đấng tối cao vì người sẽ vẫn nhân hậu với cả phường vô ân và quân độc ác. Nói tóm lại là chủ muốn chúng ta thiệt thòi. Cho vay thì cũng không mong đòi lại. Người ta đánh thì cũng chẳng kiện người ta. Người ta nói xấu mình thì mình cũng lại mong những điều tốt cho họ. Người ta chén ép mình thì thôi mình cũng chẳng kiện người ta ra tòa tóm lại đi theo chúa chúa muốn chúng ta thiệt càng nhiều càng tốt <laughs> đi theo chúa chúa muốn chúng ta thiệt càng nhiều càng tốt tại sao chúa lại muốn điều đó tại sao chúa lại muốn điều đó bởi vì chúa muốn là mình thiệt nhiều vào đi rồi mai mốt lên trước tòa chúa thiệt nhiều thiệt nhiều thì Chúa bù nhiều hơn nữa. Đó, Chúa muốn như vậy. Tại sao Chúa lại muốn như vậy? Bởi vì thôi thì đứa nào cũng là con vậy. Cái thằng nó ghét mình, cái thằng nó làm hại mình thì nó cũng là con của Chúa. Nên là bây giờ mình cứ kiện cáo nhau hoài thì chắc Chúa nhức hết cả đầu. Anh bảo cha, lạy Chúa cái nhà hàng xóm này nó cứ lấn hát con, Chúa xử nó. Sao Chúa xử nó được? Nó cũng là con Chúa, sao nó Chúa xử nó được? Anh bảo con phải hiểu chứ, nó cũng là con của ta chứ. Bây giờ, chắc sự nó thì cuối cùng thì, thì làm sao nên là chúa dạy là thôi tất cả mọi người đều là con chúa đứa nào làm hại con thôi con cứ chịu thiệt đi con cứ chịu thiệt đi rồi mai mốt đây thì thôi thì con thiệt bao nhiêu thì ta bù lại nhiều cho còn mấy cái đứa mà nó lấy của con thì thôi nó lấy của con rồi ta không có phải cho nó nữa <laughs> thôi thì mình cũng phải nghĩ như vậy mình cũng phải nghĩ như vậy để đời cho mình à, cố gắng ha, trong cuộc sống thì lúc nào nó cũng có những cái bất công như vậy đó. À, nhiều khi thì mình bảo rằng à bây giờ người ta cứ lấn mình mà mình cứ hiền quá thì xem ra là mình nhu nhược. À, thứ nhất nó có hai vấn đề. Thứ nhất chúng ta không có nhu nhược, đấy. nhưng mà chúng ta có tấm lòng chúng ta đón nhận và trong dịp thuận tiện thì chúng ta vẫn cứ nói đúng sai với người ta. Thế nhưng mà người ta chưa có được ơn xấu người ta vẫn cứ như thế thì chúng ta cũng không thể nào mà kiện cáo người ta được thôi thì cũng có thể ở một cái cạnh nào đó thì chúng ta xem ra là nhu nhược nhưng mà cái nhu nhược của chúng ta thì chúng ta vẫn xác tín rằng là, là Chúa biết và cũng chẳng ai nói rằng là chúng ta chúng ta chúng ta xấu cả chẳng qua là bởi vì người ta làm hại mình thôi thì mình cũng chẳng biết kiện cáo họ ra tòa mà mình cũng chẳng có gọi là lấy mắt mắt trong đền đăng chắc chắn là ở một nói thật sự thì nhiều người cũng sẽ thấy được chúng ta tốt lành và chúa muốn chúng ta là chịu thiệt như vậy để rồi chúa cũng sẽ có cuối cùng thì chúa cũng sẽ bù cho chúng ta thôi à, anh em hãy có lòng nhân từ như cha anh em là đấng nhân từ anh em đừng xét đoán thì anh em sẽ không bị thiên chúa xét đoán cái này chúng ta nhớ nha, đừng có xét đoán bởi vì chúng ta không có thánh phô ti ngài nói đó đừng có xét đoán người nào hết đừng có xét đoán những người có tội bởi vì thiên chúa thương xót họ một cách kỳ diệu ví dụ như một cái đứa trộm lành mà chúng ta tố cáo nó tố cáo nó nhưng mà thật sự thì chúa bảo hôm nay nó ở trên thiên đàng Đừng mày tố gì nữa mình tố cái gì nữa chúa cho nó vào thiên đàng rồi còn tố gì nữa <laughs> khi còn ở giáo thiên tâm thì cái có ông tránh ông tránh ông ấy độc thân ấy, ông cũng vui tính lắm cái ông nói à, trai lúc nào thuận điện trang cũng gặp gỡ cái ban lâm mệnh ấy. nhiều khi họ cứ họ cứ mê đọc kinh họ cứ mê đọc kinh thế mình bảo là đọc kinh là tốt thôi chứ có gì bảo không cái ý ông là ý con muốn nói là họ chỉ có chú vào cái cuốn sách họ đọc mà họ không có họ không có cái sự quan tâm tới cái người bệnh nhân ví dụ như là cái người bệnh nhân người ta đã đang đau đớn muốn chết rồi mà bây giờ lại cứ gào lên để cho người ta nghe người ta thở ông nổi cái ta thở ông nội ta đau đớn này mà sợ người ta không nghe được còn làm quấn một cái loa rồi loa vào tai người ta nữa giờ chúng ta cứ thử tưởng tượng bây giờ mà chúng ta đang mệt mỏi đầu à, thở ông nội đầu thì nhức binh binh này mà lại có một cái ông đọc kinh mà vào cái tai chúng ta như vậy thì chúng ta sao mà chịu nổi Đấy, tức là ý ông nói là mê đọc kinh nhưng mà cái điều quan trọng hơn là mình cũng phải để ý xem là cái người bệnh người ta như thế nào người ta quá mệt mỏi thì mình nhẹ nhàng mà thậm chí mình cầu nguyện thầm thì cũng là ơn ích cho người ta chứ không cần phải là đọc quá to như vậy Thế thì ông bảo rằng là có cái câu chuyện rằng là một lần kia thì cái ban lâm bệnh đi đến đọc kinh cho cái ông này Và cứ như là giúp lúc mà hấp hối đó. thế thì cứ mà nhìn vào sách hấp hối hấp hối thôi mà không này ông chết lúc nào đâu có ai biết đâu Đấy, thế là linh hồn ông bay lên trước tòa chúa rồi thánh Vy Rô đã xét xét xử xong rồi ông đã vào thiên đàng rồi thế thì ông ở trên thiên đàng ông nhìn xuống ông vẫn cứ cười thế thì và thánh Vy Rô hỏi là anh cười gì vậy thì ông bảo rằng con đã lên tới thiên đàng rồi mà ban lâm mệnh vẫn còn đang giúp vẫn còn đang đọc kinh giúp ở <laughs> chắc cái này thì ông bịa ra thôi chứ nhưng mà nhưng mà cũng phần nào cũng để cho thấy rằng là đôi khi chúng ta làm những cái việc tốt nhưng mà chúng ta cái tốt nhất đó là cái bác ái nhé. Chúng ta đọc kinh cầu nguyện thì cũng là điều tốt nhưng mà đọc kinh cầu nguyện mà không quan tâm tới người ta như thế thì thì, thì, thì đọc kinh thì chắc chắn là không đẹp lòng Chúa nhé. Chúng ta chúng ta đọc kinh là để giúp cho bệnh nhân chứ không phải đọc kinh là mà chúng ta đọc cho lấy được, đọc cho nó to, đọc cho chính mình thì cái đó là không phải. Chúng ta cầu nguyện là cầu nguyện với Chúa, nhưng mà chúng ta lại cứ oang, oang ra với nhau như vậy thì thì, thì Thật sự nha, có nhiều khi dân lễ còn cứ cảm giác là Chúa Chúa sẽ rất cô độc. Chúa sẽ rất là cô độc trong các thánh lễ. Bởi vì người ta chỉ ca tụng nhau thôi. Người ta cứ làm cho nhau thôi. Chứ còn Chúa trên thập giá mà giống như là nó... Chúa không ai đếm xỉa gì thôi Chúa. Không ai đếm xỉa. Cha sứ, cha chủ tế thì khen ca đoàn, ca đoàn thì để ý âm thanh, âm thanh thì để ý giáo dân chúa người lạc lõng vậy đó à. anh em hãy có lòng nhân từ như cha anh em là nhân từ đúng nếu chúa không nhân từ thì chắc là chúng ta chết đứng luôn chúa mà không nhân từ thì mình chúng ta chết tươi chẳng qua là chúa nhân từ thì thôi thì con người tội cỡ nào tội nhưng mà lòng nhân từ của chúa thì lớn lao à. anh em đừng xét đoán thì sẽ không bị thiên chúa xét đoán À, anh em đừng lên án thì sẽ không bị thiên chúa lên án anh em hãy tha thứ thì sẽ được thiên chúa thứ tha cứ tập tha, tha thứ nha người ta lấy của mình một đồng thôi mình tha cho họ là mình nghĩ là mai mốt lên thiên đàng mình sẽ được chúa trả hai đồng à. anh em hãy tha thứ thì sẽ được thiên chúa thứ tha anh em hãy cho thì sẽ được thiên chúa cho lại cái câu này cô thuộc lòng luôn đi anh em hãy cho thì sẽ được thiên chúa cho lại vì thế ông bà anh chị em cho con nhiều vào Cho con nhiều vào <laughs> Thì sẽ được Thiên Chúa cho lại Chúng ta được cả đời này đến đời sau à, Anh em hãy tha thứ thì sẽ được Thiên Chúa tha thứ Anh em hãy cho thì sẽ được Thiên Chúa cho lại Người sẽ đong cho anh em đấu đủ lượng Đã dằn, đã lắc và đầy tràn mật và đồ và vạt áo anh em Vì anh em đông bằng đấu nào Thì Thiên Chúa sẽ đong lại cho anh em Tất cả chúng ta phải có tấm lòng, phải biết yêu thương. Khi chúng ta yêu Chúa, yêu anh chị em rồi thì chúng ta có khả năng chịu thiệt. Mà Chúa nói rằng anh em không có chịu thiệt đâu. Anh em thiệt bao nhiêu thì Chúa sẽ đong lại một cái đấu nó gấp nhiều lần hơn nữa. À, cốt cán là anh em cứ cho, cứ tha. Thì Thiên Chúa sẽ cho lại. À, vì thế ông bà anh chị em cho con nhiều vào cho con nhiều vào thiên chúa sẽ trò lại nha nghĩ được như thế thì chúng ta cũng sẽ biết làm sẽ biết yêu là sẽ biết chịu thiệt để chúng ta mong những điều chúa à, ban cho chúng ta sau này à, kính thưa cộng đoàn ngày thứ sáu đó là ngày trung thu rồi à, thì con với quý sơ cũng đã chuẩn bị xong hết rồi để phát quà cho các em tại bệnh viện cũng như là ở các giáo xứ nghèo đặc biệt là bên campuchia thì chúng con đã gửi quà đi hết rồi à, tất cả các nơi đó đều có trong à, khả năng chúa ban à, thế thì thôi thì chúng ta tạ ơn thiên chúa à, tất cả những cái món quà này đều từ những đồng tiền bà quá nghèo à, đồng tiền bà quá nghèo góp lại thì con nghĩ là chắc là chúa rất vui thì con cũng nói với chúa rằng là uh, chúng con sẵn sàng trong khả năng chúng con có bao nhiêu thì chúng con sẵn sàng để xin Chúa cũng chúc lành nha rồi nếu đẹp lòng Chúa thì, thì cho con sống lâu một tí để con làm nhiều như như nhiều. nhiều, nhiều. <laughs> mà cho chúng con yêu Chúa nhiều hơn nữa yêu người nghèo nhiều hơn nữa để chúng con làm được nhiều điều thiện nữa nha chúng con cho đi thật nhiều để rồi mai mốt chúng con cũng nhận lại thật nhiều con xin hết lòng cảm ơn sự lắng nghe của cộng đoàn xin Chúa chúc lành cho tất cả chúng ta Amen